xung quanh. Bọn họ tưởng rằng mình sẽ chết chắc, nhưng may thay Jonathan đã lái khinh khí cầu xuất hiện, bọn họ được cứu sống. Trước khi đi, họ còn lấy hòn đá quý cực lớn trên đỉnh của kim tự tháp. Spivey nhìn về phía bọn họ rồi biểu đạt sự cảm ơn lớn lao nhất. Bỏ cười con mẹ lán bè. Béo béo. Đã dính lấy cơm uống nhá. Nè đây. Tôi bóng để xô nào để mưa hết cho. Làm cái gì? Mình còn đi 5 đứa. 3 cặp vũ này 2 bếp. Cũng xào lom rồi. Một thằng nó đào tạo. Lúc qua trước nó định làm bao nhiêu suất? Không. Chưa là 7. 100 suất. Anh đấy. Thế anh suất của nó chỉ khoảng 300. Anh đạm đâu đấy, em đói quá. Em phải xả nữa, anh đưa em đi ăn nhá. Anh đang ở ngoài đường, đi ăn bây giờ. Ngoài tiếc quá, đường không được rồi. Đâu, hôm nay anh đang tiếp khách ở ủy ban huyện người ta xuống, không từ chối được em ạ. Thế à, chán nhở? Thế thôi vậy. Như là cái trục đường chính về phải tìm hiểu nằm bên đường bên trong này. Nó có cái đường tiền đâu à? Nó là đường hai nhánh hai đấy. Nó vẫn là đường chính. Cắt góc này thì mình lên trung tâm thị trấn chỗ mà. Chết rồi, khách đến, anh xin lỗi nhé. Như kiếp một phát rồi sau năm mươi khách rồi cứ như vậy. Anh ạ, anh cho anh ạ. Cả cái tầng một của nó bằng cái nhà mình là. Đây là các bạn của em ạ. Đúng rồi, không sao. Tầng hai lấy được luôn cả.